cái làn da người châu Á chúng ta là người Á Đông. Chúng ta không thể nào trắng như người nước ngoài, người Mỹ hay là người Pháp, người Anh Quốc được hết. Chúng ta là người Á Đông, chúng ta là người da màu, da da vàng. Thì cái trắng chúng ta đó nó không quan trọng bằng cái chúng ta cần một làn da không tì vết. Những cái show trước mình có nói đó, đừng tẩy trắng da, đừng ham hố với những loại sản phẩm mà nó rẻ tiền mà làm trắng mau, bởi vì người ta dùng những cái hóa chất trong đó. Hãy để da mình có được những chất bổ nó ăn mỗi ngày bằng những cái loại vitamin mà da mình cần và cơ thể mình cần đó. Thì khi mà da quý vị tươi đó, quý vị có đủ chất rồi đó, thì lúc này tự nó sẽ đẹp vì không cần tẩy trắng, nó sẽ sáng, sẽ trắng lên.